Em uống chút nước đi. Thật một ngày thành công là do em cả đấy. Anh đừng nói thế, em không dám nhận đâu. Với lại giúp anh gỡ đi được mối muộn phiền thì em cũng vui hơn mà. Anh có chuyện gì thế? Anh đang cảm thấy là bản thân mình thật vô dụng, cứ bắt em phải chờ mãi như vậy. Chỉ là chờ công ty ổn định hơn rồi mình cưới thôi mà. Anh nói cứ như là em phải chờ xa xôi lắm ấy. Nhưng mà anh đã từng đổ vỡ một lần rồi. Anh sợ. Anh sợ người ta đàn tiếu à? Này, anh không sợ gì cả. Anh chỉ cần biết ý, là em yêu anh. Vậy thôi. Vì đã từng đổ vỡ nên hơn ai hết anh trân trọng người ở cạnh mình. Anh đi tắm đi, bẩn hết cả giường bây giờ. Này, em nói mày lãng tài đấy à? Bảo đi tắm đi cơ mà. Dậy đi. Dậy đi tắm nhanh lên. Quần áo thì bẩn thỉu. Giấy báo nợ ngân hàng. Này, anh Toàn, cái gì đây? Tại sao lại là giấy báo nợ? Công ty gặp khủng hoảng, kế toán trưởng ôm tiền bỏ trốn rồi em. Chuyện đến nước này rồi mà anh vẫn còn về đây ngồi như thế này được à? Thế anh định thế nào? Anh tính là sẽ đóng cửa một thời gian để... Đúng là cái đồ vô dụng mà. Bây giờ mà đóng cửa công ty ấy thì cạp đất mà ăn à? My này, anh đang vô cùng khủng hoảng. Anh xin em đấy, đừng nói những lời khó nghe nữa. Thì làm sao? Anh đã không giúp gì được cho vợ con rồi, bây giờ lại còn mang nợ thêm về nhà nữa à? Nếu mà biết thế, ngay từ đầu tôi đã không lấy cái loại vô dụng như anh rồi. Cô! Sao? Anh cứ giỏi anh đánh tôi đi. Tôi nói cho anh biết nhé, chỉ có cái loại đàn ông thất bại ngoài xã hội mới về nhà đánh vợ thôi. My! My! Em đâu rồi My? Tôi không thể nào tiếp tục chung sống với kẻ thất bại như anh được. Tạm biệt. Cô ấy bỏ lại cho anh đứa bé còn chưa đầy một tháng tuổi. Dù cứ như vậy, hai bố con anh nương tựa vào nhau mà sống. Anh đã rất mạnh mẽ rồi. Chính anh đã vực dậy công ty như bây giờ. Em nghĩ bé cậu sẽ rất tự hào về anh đấy. Anh cảm ơn em vì đã không chê hoàn cảnh của anh. Này, cô làm cái trò gì vậy? Anh còn hỏi tôi nữa à? Tôi đến đây để đánh ghen chứ làm cái gì nữa? Hai người dám tình từ với nhau ở đây à? Cô có nhầm không đấy? Giữa tôi với cô chẳng còn gì với nhau cả. Cô đã bỏ bố con tôi đi, bây giờ cô lấy tư cách gì để mà quay lại đây? Anh đừng có quên tôi là mẹ bé Gấu đấy. Gấu không cần một người mẹ như cô. Một năm qua cô thắng được mấy lần nào? Anh... Đừng ở đây gây chuyện nhảm nhí nữa. Chuyện của hai chúng ta kết thúc từ một năm trước rồi. Tôi cảnh cáo cô này, đừng làm phiền cuộc sống của tôi. Nếu như còn tái diễn, tôi không tha cho cô đâu. Đi em. Đứng lại để đó. Anh phải nghe tôi nói. Em chờ anh một lát nhé. Anh giải quyết xong việc này đã. Cô muốn nói gì nữa? Anh Toàn, em biết lỗi rồi. Anh cho em quay về được không? Khi mà tôi thất bại, cô bỏ tôi đi. Khi mà tôi vực dậy được công ty thì cô đòi quay về à? Đấy là tại em nông cạn, em không biết suy nghĩ. Anh đừng trách em nữa. Anh cho em một cơ hội đi. Mình chấm dứt từ lâu rồi. Tôi đã có tình yêu mới rồi. Mong cô đừng làm phiền tôi nữa. Anh Toàn! Xin chào. Anh đến đây làm gì? Cô giật mình à?
Tôi tưởng con người như cô, con người mà hay làm cái việc lén lút ấy, thì không biết giật mình làm cái gì chứ. Anh nói thế là có ý gì? Cùng làm kế toán, thế mà cô ôm tiền của công ty của chồng mình bỏ trốn, như vậy là có ý gì đấy? Anh đừng có quên, anh chính là gã kế toán đấy đấy. Ừ đấy, tao là cái thằng kế toán đó đấy, thì làm sao? Tóm lại là anh muốn gì? Tốt, em thông minh ra hơn rồi đấy. Thứ tôi muốn là tiền. Cái gì? Thế cái số tiền mà anh ôm ở công ty thì sao? Tao tiêu hết rồi. Tất cả mày biết thừa như thế đúng không? Cho nên mày đã tìm đường qua lại với thằng Toàn. Đừng tưởng tao không biết nhá. Bây giờ tôi biết lấy đâu ra tiền cơ chứ. Lấy đâu ra tiền à? Đoán xem. Vào đi. Ơ, sao giờ này anh còn ngồi đây? Sao thế em? Anh bảo em chuẩn bị phòng họp để chiều nay đón đối tác mà. Ôi, nhiều việc quá anh quên mất. Thôi được rồi, bây giờ em phải chuẩn bị họp thôi. Đây là tài liệu em đã chuẩn bị sẵn, anh cầm theo nhé. Cảm ơn em chu đáo quá. Thế rồi, chiều nay anh phải nói với Gấu ở trường. Nhưng mà anh bận họp mất rồi, hay là em giúp anh nhé. Anh cứ yên tâm lo công việc đi, việc này để em làm cho. Nhưng mà này, em nhớ là đón Gấu về, xong rồi cho Gấu ăn uống, thay đồ, tắm rửa. Anh định nói như vậy, đúng chưa bố chu đáo? Em thật là cảm ơn em nhiều nhé. Anh không cần phải cảm ơn em đâu. Từ lâu em đã coi bé Gấu như là con của em rồi. Anh đi họp đây. Cũng may là nhờ có Dương đỡ đần cho mình nhiều. Sao muộn rồi, bóng ai tới thế nhỉ? Mời vào. Anh mệt rồi thì uống cốc cà phê đi cho tỉnh táo. Tìm tôi có việc gì? Thì anh cứ uống cà phê đi. Tại sao hôm nay thái độ cô lạ vậy? Hôm nay em đến chỉ là muốn gặp anh và con thôi. Lâu rồi em cũng không gặp bé Gấu mà. Cô mà cũng biết nghĩ tới con cả. Nếu như cô thương con ấy, cô đã chẳng làm những trò như vậy rồi. Hôm nay em còn mang cả đồ chơi đến cho bé Gấu nữa đây này. Cô thừa biết rằng dù cô có làm thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng không quay lại với cô cả mà. Chuyện đấy thì em không nghĩ đến nữa. Em cũng sẽ tác thành cho anh và Dương. Hôm nay em đến đây chỉ là muốn gặp con thôi. Bé Gấu được Dương đón đang ở nhà. Tôi sẽ đưa cô về gặp nó. Bé Gấu đang ở trong tay em. Anh không muốn nó xảy ra nguy hiểm thì chuẩn bị tiền chuộc. Dương. Mỹ. Toàn, liệu nó có làm gì con mình không? Em lo lắm. Cô cứ bình tĩnh đi. Tôi mang tiền đến rồi, không sao cả đâu. Tiền đâu? Mày mà lao đến, tao giết nó. Tiền theo yêu cầu đây. Anh mang trả con lại cho tôi. Tốt lắm, đặt tiền xuống, lùi ra sau 3 mét, nhanh! Trả đứa bé đây! Đứa bé này mang đi, bán được thêm khối tiền, việc đấy thì tao phải trả. Trả con ta đây! Trả đây! Toàn, anh xin anh đấy, anh cho em một cơ hội
để em được ở cạnh con đi. Xin anh đấy. Alo, chuyển ngay cho tôi 20 triệu nhá. Cái gì? Không cần phải thông qua ai hết. Cô đã quên mất bây giờ tôi là vợ của chủ tịch rồi à? Đúng rồi, bây giờ em là vợ của chủ tịch rồi. Ai mà dám quên em cơ. Thế nhá, tôi gọi lại sau. Này, anh đến đây làm cái gì đấy? Sao? Giờ em yêu được Thường Toàn rồi thì em ruột bỏ tôi đấy à? Không có dễ đâu. Anh muốn gì? Em hỏi kỳ, anh với em yêu nhau như thế nào em phải biết chứ. Cái thứ anh muốn là tiền, đúng không? Em phải biết. Tôi đã bảo nó chuyển khoản 20 triệu rồi. Bây giờ anh cứ đợi. Này, thứ tao cần là 2 tỷ chứ không phải 20 triệu nhá. Này, điên đấy ạ. Đúng, tao đang bị điên đấy. Nếu mà mày không đưa nhá thì tao sẽ nói tất cả bí mật của mày cho thằng Toàn nghe. Bí mật gì? Là mày, chính là mày tạo điều kiện cho tao ôm tiền bỏ trốn. Và mày không phải bỏ nó, mà lấy cớ bỏ nhà để theo tao. Anh, tao không muốn nói nhiều. Ngay chiều nay, nếu mà mày không có 2 tỷ cho tao ấy thì đừng có trách nhá. Về đây. Khổ, mệt nhá. Nhớ đấy. Thì chỉ còn cách mang giấy tờ công ty đi thế chấp thôi. Đúng là định làm cái nại hại chết rồi mà. Anh Toàn. Vừa mới, tôi cũng đang tìm cô đây. Cô lại ở đây à? Có vài người bạn của tôi muốn gặp cô đấy. Chuyện này là sao? Chị My, chị vừa quên thằng Hoàng nhanh thế à? Tôi cho chị là lại thuê đúng tôi, gian cảnh để hại ân nhân của tôi. Tiền, đưa tiền đây. Anh làm gì đấy? Đưa tiền đây. Tiền. Đưa tiền đây. Tôi không mang tiền thật mà. Chết mất. Thuốc. Thuốc. Cho tôi thuốc. Anh có sao không? Trời ơi. Cảm ơn cô. Không có cô thì chắc thằng này cắn lưỡi chết rồi. Ơn này có dịp chắc chắn tôi sẽ trả. Tôi giúp anh không mong anh trả ơn, mà chỉ mong anh hãy bỏ thuốc đi rồi sống đúng dạng như một con người, đừng thế này nữa. Hóa ra là cậu nhận tiền của tôi rồi tha cho cô ta à? Tôi không thể sống chó mà quay lại hại chính ân nhân của mình được. Chính tôi là người đã bảo cậu ấy hãy diễn tiếp vở kịch mà chị muốn ấy, chị My. Anh Phạm, anh nghe em đi. Em làm như thế cũng là vì em yêu anh. Em muốn quay lại với anh thôi. Mình còn con, còn bé gấu nữa cơ mà. My ơi, em chuẩn bị tiền cho anh xong chưa My? Được. Anh thương chị lắm, lại còn giả dạng nữa. Anh tới đây làm gì? Toàn này, đến bây giờ mày vẫn còn ngây thơ như thế à? Mày hỏi con vợ mày một phát. Nó hẹn tao đến đây để nó đưa tiền cho tao đấy. Cái gì? Cô My, trả lời cho tôi biết, giữa cô và anh ta là mối quan hệ gì? Em nói. Là hắn ta dụ dỗ anh. Dụ dỗ? Nực cười. Này, chính nó bảo tôi là
Nếu mà bây giờ vẫn còn làm kế toán ấy thì cũng hết tiền, cũng hết tiền của công ty đi rồi bỏ trốn. Tiền đấy chính vợ tôi, nó chính vợ của cậu nói cho tôi như thế mà. Trời ạ. Cậu Hoàng, đưa anh ta lên công an. Tôi sẽ đi theo sau để tố cáo anh ta. Tôi chiếm đoạt tài sản. Vâng, thưa chủ tịch. Đi, này, bởi tao chết ấy thì mày cũng chết theo tôi đi à? Không nào. Đi. Tôi để cô là mẹ bé gấu nên không truy cứu cô. Cô mau đi đi. Nhưng mà từ giờ về sau đừng bao giờ tôi thấy cô một lần nào nữa. Dương này, anh xin lỗi em vì đã để cho em chịu nhiều thiệt thòi như vậy. Không sao đâu, vượt qua sóng gió, chỉ cần mình hướng đến những điều tốt đẹp thì bình yên sẽ đến thôi. Cảm ơn em. Mình đi đón bé gấu đi anh.